Rồi, em Thắng xin kính chào cái bà con cô bác ha. Thì lời nói đầu tiên cho em Thắng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua. Thì ngày hôm nay em về được một ít đồ, bên cạnh đó là còn 4 cây kìm hàng hôm trước là hàng khui thùng á, hàng mới chưa xài. Thì anh em mình xem có cái sản phẩm nào đó phù hợp với mình thì mình chốt giúp em nha. Thì bên em sẽ có hai hình thức giao dịch, chuyển khoản thì em sẽ bao ship, ship code mọi người gửi thêm cái phí vận chuyển giúp em. Nhưng mà cũng tùy vào đơn hàng nữa, thì nhiều khi là có những cái đơn hàng mà em bao ship cho mọi người luôn, ví dụ 100.000 em vẫn bao ship, chung là tùy vào cái món hàng mà em cảm thấy nó có lời là bán thôi chứ không có ái nha. Nên là nhiều khi là anh em mình kêu sau nó vận chuyển cặn thêm phí ship mà sau không tính tới phí ship, thì cái đó là nói chung là quyền lợi của mọi người thôi, không vấn đề gì hết. Nhưng mà cứ trên tinh thần là mình sẽ thêm cái phí ship giúp em là tầm khoảng là 15 cho tới 20.000 trở lại nha, 20.000 trở lại không hơn nha mọi người. Rồi, đầu tiên thì đây em có một cây mặt hàng kho. Cái này thì hôm trước là nó chưa có xài nha, hàng mới 100% luôn, của thương hãng top luôn, là anh em mình mua mới giá nó khá là cao. Cái này thì một cây kìm anh em mình có thể sưu tầm đó, thì cái vỏ của mình để bãi lâu ngày thì nó có bị ác ra cái này thôi, chứ còn cái kìm của mình là chưa có xài. Và cái này thì nó để là 175 mm, chiều dài thực tế mình đo được là 19 cm nha, gần một găng tay ha, 19 cm. Thì cái này là hôm trước là em giá bán giá 400.000, hôm nay em sẽ giảm giá cho mọi người để mọi người sử dụng đó. Cái kìm bút top này thì anh em mình thấy nó có thể là dùng cát này, dùng mình bẻ vặt đồ này nọ này ha. Sản xuất 100% tại Nhật, made in Japan, có mã vạch đồ anh em mình check đầy đủ ha đó. Kìm của hãng top này thì nói chung là nó rất là mắc tiền nha mọi người, và cái hãng này rất là ngon. Cái cán của mình nó là bằng cao su nhúng ha, rất là đẹp. Dài 19 cm, chiều dài tổng thể ha, còn mới. Rồi cái này thì hôm nay em sẽ thanh lý giảm giá cho mọi người, mã số của mình là V1 giúp em nha. V1 thì con này hôm nay em giảm giá cho mọi người là còn 380.000 nha, hàng mới chưa xài của hãng top nha anh em. Đó. Và cái giá này thì em sẽ bao ship cho mọi người luôn. Đó. V1 giúp em nha, 380. Rồi V2 thì một cái kìm bằng, cái này cũng chia sẻ luôn, có thương hiệu là Thribis đó. Size của mình là nhỏ hơn, size 150 đó, size 150 nha. Cái vỏ của mình thì nó hơi bị rách như thế này thôi, chứ mà nên mình xài cũng rất là ngon nha, hàng mới chưa xài. 150 thì cái chiều dài thực tế mình đo ra được là 16 cm, hàng mới chưa xài nha đó. Đời cũ nha anh em, 6 zip đời cũ này, dập kìm ha, dập kìm Japan ha đó, của công ty Kumaya, nó gia công cho cái thương hiệu Thribis này ha. Rồi cái này hôm nay em để giá cho mọi người là 160.000 ha, cái này là 160.000, hàng mới tin chưa xài nha, hàng mới tin chưa xài luôn đó. 160.000 và bao ship cho anh em luôn ha. Vỏ của mình cũng là vỏ cán nhúng ha, cái vỏ thì nó cái bọc nhựa nó rách như thế này thôi, chứ còn cái kìm của mình là nó mới chưa xài nha. V2 160. V3 là một cái kìm chuyên đề mở ốc hư của Engineer. Cái dòng này anh em mình mua mới trên thị trường nó cũng tầm 400-500.000 hiện tại á. Thì trên là thị trường có một số shop lớn họ bán nhập hàng mới của Nhật á, thì cái này nó về cũng tầm khoảng là 400-500.000. Không có mát đâu, không có rẻ đâu anh em. Hàng của hãng Engineer thì nói chung là rất là chất lượng nha. Có mã vạch anh em mình có thêm mình check đồ thoải mái ha. Chuyên mở những cái ốc hư, ốc đồ tè đầu này nọ này đó, người ta có để thông số này đó. Cái đường tròn là anh em mình có thể mà mở những ốc tuông, ốc gãy, hay là những cái ốc vít đồ này nọ mình kịp giữ được hết ha. Nó khá là hay của hãng Engineer, và cái này thì là hàng mới chưa có xài này. Tí nữa em có thiệu giới thiệu cho mọi người một cái hàng bãi, nó y vậy thôi, nhưng mà cái hàng bãi này thì nó sẽ rẻ hơn ha. Hai cái anh em thấy nó giống nhau, nhưng mà cái này là cái cây hàng bãi và cái này là cái hàng mới. Rồi anh em nào thích cái cây hàng bãi này thì mọi người mình chốt giúp em mã số là V3 giúp em nha. V3 con này hôm nay em giảm giá cho mọi người là còn 200.000 ha. Chuyên mở ốc hư, ốc gãy ha. V3 ha, hàng mới chưa xài nha anh em, còn trang hộp luôn, made in Japan nha. Đó, vật liệu của mình là thép carbon S58C ha. Rồi hôm nay em giảm giá 200.000, bao ship cho mọi người luôn V3 nha, 200.000. Rồi V4 thì có một cái sự chọn lựa cho anh em nữa, đó là một cái kim pro cũng mới chưa xài luôn ha, chưa xài luôn, cái kim pro của thương hiệu Green Growth ha. Đây là cái giao dịch đầy cũ ha, giao dịch đầy cũ
Đó. Thì cái này là nó là size 150 và chiều dài tổng thể thì mình đo được là 16 cm. Rồi cái này em bán cho mọi người về mình xài, hàng mới của Nhật chưa xài ha. Cái này mã số V4 100.000. Đây. Giá thanh lý cho anh em ha. V4 100. Rồi, tiếp theo V5 thì đây, những cây kìm này đây ha. Thì một cây kìm mở ốc hơi của Engineer giống như nãy luôn. Đó, giá mới của nó là 4-500 nghìn một cây á. Và cái này thì hình thức của mình nó cũng còn đẹp luôn nha anh em, ren cỏ rồi còn chưa xài. Đó. Đó. Ha, ren cỏ còn đẹp, nói chung là nó gần như là nó cũng chưa có xài đâu. Đó, nên mình xem mẹ kim luôn này này. Đó, ren kim rồi còn đẹp. Engineer ha, Made in Japan BZ55 ha. Đó. Chuyên mở những cái ốc hư, ốc tròn, ốc tè đầu gì này ha. Dài tổng thể được làm 15 cm. Rồi cái cây này hàng 7 giá của mình là 120.000. Đó. Hàng 7 120 ha, V5 giúp em. Đó. V5 120. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo thì em sẽ vào cho mọi người những cái kìm tiếp ha. Một cây kìm cắt nha anh em, cây kìm cắt của thương hiệu hãng Habuki, cái này cũng của Nhật ha, giáo xích nội địa Nhật và Made in Japan. Con này lưỡi cắt mặt kìm nó còn đẹp còn mới ha, làm lưỡi cắt mặt kìm nên em thấy nó còn mới đẹp này. Đó, em đi chậm chậm cho nên mình xem nó ha, lưỡi cắt lưỡi tuốt đó. Vỏ kìm nó còn mới toang ha, và cái này nó dài được là 10 16 sen ha. Ha, cắt rất là ngọt. Đó. Và hàng còn đẹp nha. Hàng còn đẹp anh em thấy không? Từ góc cạnh ha, này nọ là đẹp, còn ngon còn đẹp hết, còn mới. Rồi cái này mã số là V6 giúp em. Cái này em để giá là 110.000 nha. Có lò xo bóp nha anh em, có lò xo bóp ha, rất là hay, dùng rất là êm ha và còn mới ha, tình trạng là còn đẹp. Hàng nội địa Nhật ha, V6 110. Tiếp theo V7. V7 thì hôm nay em có một cây kìm nhọn dài nè anh em, một cái cây kìm nhọn khá là dài luôn của hãng Top ha. Đó, hãng Top size 200. Cái này thì lâu lâu mới có một cái cây kìm nhọn nó dài ha. Đó, đây chiều dài tổng thể của cây kìm nhọn này là nó dài được là 20 cm nè anh em, của Top nha, nó dài 20 cm của Top, rất là xịn nên em mình ngon ha. Về hình thức thì nó hàng 7 thì nó cũng không có mới lắm, nhưng mà đây là cái phần tổng quan này, vỏ kìm cũng như là lưỡi cát đó, lưỡi cát đồ khít ha. Đó, không mẻ. Đó, ren kim này còn ngon lành. Đó. Thương hiệu của mình là thương hiệu hãng Top ha. Cái kìm nhọn dài 20 cm. Đó. Rất là ngọt anh em không? Hãng Top nha anh em. Rồi cái cây kìm nhọn của hãng Top này mã số của mình là V7 giúp em nha. V7 cái này 180.000 ha. V7 180. Tiếp theo mã số V8. V8 thì cái này cũng dạng chân dài nè anh em. Đó. Một cây kìm nhọn chân dài của Fujiya ha. Đó, No 380. Đó. Đây là ren kìm kẹp đầy đủ ha. Ren kìm kẹp. Đây. Cắt được còn khá là ngon ha. Đó, dặn chân dài nha anh em. Dặn chân dài nó mỏng mỏng mà thôi, chứ còn chiều dài con này nó cũng được là tới 17 sen anh em. Đó, 17 sen. Đó. Thiết kế kiểu dáng này có chú cái răng này kẹp luôn ha. Rồi cái này thì hình thức là nó hơi cũ hơn cây ái một tí, thì cái này em để giá là 100.000 ha. V8 của Fujiya. Ha, V8 100. Rồi. Tiếp theo V9. V9 thì cây kìm nhọn này ha của Hosan, cái này thì nó cũng còn đẹp, lưỡi cát cũng như là ren kìm kẹp đều còn ngon lành hết ha. Vỏ của mình là màu xanh lá cây, dài 16.5. Cắt là ngọt anh em ha, nghe cái tiếng cát rồi rất là ngọt ha. Rồi cái này thì nó cũng đa năng, tới anh em về dùng gia đình là ngon lành ha, có kẹp ốc luôn này nọ. Cái này em cũng để giá là 100.000, mã số là V9 ha. V9 100. Tiếp theo V10. V10 thì cái này
cũng vậy nha anh em. Cái này của thương hiệu hãng K3 nha. K3 thì một cái thương hiệu kìm nó khá là nổi tiếng rồi. Đây là logo của hãng Saben ha. Đây là cái phần chi tiết mà kìm đó. Thép của mình nó đen đen vậy thôi chứ còn nước da rồi cũng còn lắng o, không có bị rỉ nha anh em. Đó. Vỏ rồi còn ok. Đó. Cũng dài 16 sang nha. Cái kìm này là cái kìm nhọn tầm trung, nó có bự. Đó. Các rồi ok ha. Đó, ha, tực tực cái này cái đó. Dài 16 cm ha. Dài 16 cm rồi. V10 ha. V10 cái này 100.000 ha. Của K3, anh em mình thích hàng của hãng K3 thì mọi người chốt giúp em. V10 100.000. Tiếp theo V11. V11 thì cái này của thương hiệu Victor nha. Đó, dòng này là đời đời cũ luôn nha anh em. Giờ Hana Yono này, giao dịch nội địa Nhật, nó vỏ kim nữa, nói chung là còn đẹp. Cách điện là 10.000 V. Đó. Rang kim rồi, nói chung là cũng còn ngon. Đó. Rất là ngọt ha. Rồi, dài của mình là 16.5 ha. 16.5 ha, V10. V11 ha, 100. Tiếp theo V12 ha. V12 thì một cái cuộn thước dài 30 m, anh em thấy cái sợi dài còn đẹp nè. Cái này là do mình để bãi nó lắm bên ngoài thôi chứ còn bằng thép mà ha. Đó, anh em thấy là còn ngon lành. Và cái cuộn này là của Tajima nha. Dòng này mọi người gõ dụng sẽ thấy ha, Tajima Engineer 10 này ha, 30 m ha, sản xuất 100% tại Nhật, made in Japan. Đó, những cái này là cuộn này là giá mới trên thị trường Việt Nam mình cũng 800.000, 800-900.000 một cuộn á, nó khá là mắc tiền nha mọi người. 30 m đó, sợi dây thước độ còn ngon lành ha. Đó, nhìn ha. Sợi dây thước nó còn ngon lành hết. Bằng thép ha. Đó. Đây. Để lâu và bãi thì nó có dính cái vết vằn vằn nhẹ thôi, không sao hết. Mọi người thì cứ thế mình lau thêm nữa ha. Sợi dây bằng thép rất là chắc chắn nha mọi người. Ở đây là cái nấm xoay vào. Thì cái cuộn này là cuộn 30 m, hàng của Tajima của Nhật ha. Rồi cái cuộn 30 m này em để giá là 300.000 nha. 300.000, cuộn này anh em mình mua mới rồi giá nó khá là cao nha. Này thì trên thị trường Việt Nam mình họ vẫn bán hàng mới, vẫn có ha. Tajima V12 giá 300. Rồi. Tiếp theo. V13. V13 em có một cái kìm này nè, cái kìm này nó mới chở xài, nó còn trong trong bọc như thế này nha. Đó, là em cũng lau sơ lại cho nó ái rồi ha. Của thương hiệu Trimax GS này, made in Japan, dập kìm. Cái này thì size của mình cũng vậy nha, nó dài 16.5. Còn trong cái bọc như thế này thì anh em thích cái kìm này dài 16 cm, cái này thì hàng bãi thôi, giá nó cũng mềm chứ không có cao nha anh em. Rồi cái này mã số của mình là V13. Cái này giá 130.000 ha. V13 130.000. V14. V14 là một cái cần tự động của thiên hiệu hãng Top ha. Cái này cũng rất là ngon nha anh em. Dòng này là RH3 này, Top Japan nè anh em. Đó. Thiết kế cái bánh cốc của mình là rang nhuyễn này ha. Và em đã mở ra vệ sinh kiểm tra hết rồi. Đó. Thì rang bánh cốc cũng rất là ngon ha. Đó. Cái này là 9.5 nha anh em. Mình đo cái vuông này là 9.5 mm. Nó đảo chiều trên gồ đặt qua. Đó, rất là ngon ha, nó dài được là một găng tay 20 cm. Và tình trạng của mình thì cái cây của Top này còn rất là ngon. Rồi cái cây anh em mình thích cái hàng có Top ha, hàng có Top rất là chất lượng và nếu mà mình mua giá mới rồi nó khá là cao nha. Rồi cái cần 3/8 ha, 3/8 đường kính 9.5 của Top này, dòng bánh cấp rang nhuyễn RH3, cái này 180.000. V14. Tiếp theo V15 thì em có một cái bộ khẩu của thương hiệu Banzai, bộ này còn khá là mới đẹp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nó sẽ gồm có 10 khẩu và 10 khẩu này là nó đều là số 1/2 hết. Thì em Thắng sẽ đi từ nhỏ tới lớn cho mọi người. Rồi, thì nếu mà cái Banzai này là một cái hãng nó rất là nổi tiếng ha. Và cái
Dòng này cái thép của mình là bằng thép SCM, nó rất là cứng cáp nha mọi người. Chân của mình 1/2 rất là đẹp. Đó anh em thấy không? Chân đồ đầu đồ cũng rất là đẹp hết ha. Đó, banzai, đó, dao dít đời cũ này. Tất cả là đều banzai dao dít đời cũ hết. Rồi thông số nhỏ nhất của mình là 9 ly, tiếp đến là 10 ly. Đó, 12, 13 ha, 9, 10, 12, 13. Rồi. Tiếp theo là 15, 16, 17, 18 ha, bốn số liên tiếp ha, 15, 16, 17, 18. Bộ này là còn đẹp với anh em, khẩu đồ còn rất là đẹp ha, đầu đồ anh em mình thấy nó còn tráng này, chân đồ còn ngon lành hết ha. Đó. 15, 16, 17, 18. 8 khẩu ha. Rồi tiếp theo là hai cái khẩu bự nữa là 10 khẩu. Hai khẩu bự này là của Banzai 23 và 26 ha, 23 và 26 thì tổng cộng là có 10 khẩu nha mọi người. Đó. Thì anh em mà thích cái bộ 10 khẩu của Banzai này mọi người cho giúp em là V15 nha. Đó. Thì cái 10 cái khẩu này em để giá cho mọi người là 350 ha. Ha, V15 ha. V15 350. Tiếp theo V16 thì em có một cây khẩu lẻ rất là ngon nha, của top nha anh em. Khẩu này là 19 ly này. Đó. Thì chân của mình là chân 12.7. 12.7 là 1/2 nha. Đây này. Đầu khẩu màu đen này rất là chắc. Và đầu này là đầu bán ốc 19 ly của top ha, sản xuất 100% tại Nhật, made in Japan. Thì anh em thích cái khẩu 19 ly đen của top này V16 giúp em nha, giá 80, còn mới chưa xài. À, V16 8 trụ. Tiếp theo. V17. V17 thì em có 3 cái mũi khoan mới tinh chưa có xài luôn của Nachi. Cái này là khoan sát nha, HSS để dùng để khoan sát. Đó là mũi 6.8 nha anh em. Đó. Mũi 6.8 này của Nachi mới chưa xài. Ha. HSS ha, 3 mũi mới tinh chưa có xài nha mọi người, mới 100% luôn. Thì 3 mũi 6.8 Nachi này em để giá là 100.000. 3 mũi ha, hàng mới chưa xài nha mọi người, 6.8. V17 100. Tiếp theo. V18 là một cái bịch mũi vít của thương hiệu hãng Vercel nha. Đây cái dàn mũi vít này anh em mình đang dùng ha. Cái này là dùng để cho cái vít ngắn anh em này. Cái bàn tay dơ lên này ha. Cái gì trước là cái gì của Nippon Tokyo gì đó. Đó. Thì cái dòng này là mũi vít tự động ha, dùng cho gắn vào cái tự động á. Mới chưa xài nha, để em gỡ ra cho mọi người xem này, những cái mũi đăng này ha. Thì cái bịch đầu vít này anh em mình hôm trước mình mua dạng vít nhắn ha, vít nhắn mà cái dòng này này đó. Nó để là automatic là cái dòng vít nhắn tự động đó. Đây. Thì nó gồm có 3 mũi nha anh em, 3 mũi này là 3 mũi dương nha, BH1, BH2 và BH3 nha. BH1, BH2 và BH3. À, dùng cho vít nhắn nha. Rồi ba cái đầu mũi này em để giá cho mọi người là 80.000. Ha, dòng vít nhắn này anh em. 80.000 ha. Cái chân của mình là 6 ly, là nhỏ nhỏ chứ không phải là bự nha anh em. Chân mình là tầm khoảng là 6 ly này, cái dòng vít mà dài 38 cm á, chứ còn là 50 cm thì em nghĩ là gắn cũng không có vừa nha. V18 80. V19 thì em có hai cái mũi khoan bê tông nha. Đầu tiên cái mũi khoan này ha. Đó, có khía cạnh như thế này nha anh em. Đó, khía cạnh như thế này nè. Đó, bốn khía cạnh như này ha. Dùng để khoan bê tông mũi xoắn. Dùng cho cái chui gắn SDS này ha. Đó, SDS thằng của Nhật rất là ngon ha, của Unica rất là mắc tiền. Rồi con này là phi 12.7. Con mũi này là mũi phi 12.7 ha. Rồi cái mũi phi 12.7 này thì em để giá 80 ha. V19 cái mũi khoan bê tông ha, 80.000. Ha, V19. V20 thì cái mũi này bự hơn, cái mũi này thì ba cạnh nha, 3 me bự hơn, cũng dòng xoắn như này. Cái mũi này cũng dài nha, cái chui cũng SDS blade này, cũng mới khoan bê tông đó. Và đường kính con này là phi 15. Phi 15 ha, những cái này là chắc thép nó làm rất là ngon ha, chuyên khoan bê tông. Rồi cái này mũi này 100.000 nha anh em, V20 giúp em. V20 ha, 100. Tiếp theo V21.
V21 em có một cây cưa của Comboy ha. Một cây cưa của Comboy thì cái này là cái cán của mình là cái cán 21 sen ha, nhưng mà cái lưỡi là lưỡi 24. Đây. Cán 21 lưỡi 24 ha. Đó, nên là anh em thấy khi gấp lại thì cái lưỡi của mình nó dư ra một tí thì không vấn đề gì. Cái này là về để anh em mình dùng ở trong gia đình làm vườn cũng được ha. Đó, quan trọng là cái lưỡi nó bán. Ha, lưỡi nó còn ngon nha anh em. Đó, nói chung là nó cũng đã có qua sử dụng rồi nhưng mà cái lưỡi nó còn ngon ha. Nó có mẻ một hai rang này ha. Nhưng mà anh em mình dùng trong gia đình rất là ngon. Đó, loại cưa Suki này dùng rất là bền. Thì cái cây cưa Suki này em để giá 150.000 thôi nha anh em, 150.000. V21 ha, cũng có mẻ một hai rang, không sao, vẫn cưa bình thường nha mọi người. V21 150.000. Rồi. Tiếp theo. V22. V22 cũng là một cây cưa. Cái này là dạng cưa cắn nhôm ha, chủ yếu em bán cái thân này không à. À, còn lưỡi cưa thì anh em mình về mình thay cái lưỡi mới, còn không thì mình để mình cưa cũng được, nó bị gãy cái đầu lên một tí. Mình muốn ái mình về mình mở cái ốc này ra này, mình đổi cái lưỡi cưa lại ha. Đây, Made in Japan này đó ha, Made in Japan ha, cán màu xanh da trời còn rất là mới nha mọi người, cán còn đẹp, chủ yếu em bán cái cán à, chứ còn cái lưỡi thì anh em mình thay mấy hồi ha. Rồi, cây dài được 22 sen V22 ha. Đó, V22 100. V23 thì một cái kéo nha, cái vải cái này thì nó chưa có xài nhưng mà để bãi lâu quá nó bị đen đen như này ha. Thì cái này em để nguyên zin cho mọi người luôn á. Đó, mọi người về mình ái ha, nó còn nguyên zin nha anh em. Nó còn nguyên zin, em chưa có vệ sinh gì luôn, tại vì những cái dòng kéo mà thường thường nếu mà vệ sinh không biết vệ sinh thì nó sẽ ái. Đó, nó còn mới, cát ngọt lắm anh em, cát ngọt sờ luôn này. Đầu tiên thì em sẽ test cái đầu mũi cho anh em này. Đó, nó mới à, này anh ha, cát ngọt liệm luôn á. Đó, cát vải mình như cát giấy anh em. Đó, anh em mình về mình có vệ sinh lại thì vệ sinh nha, chứ còn cái này là em để nguyên zin chứ không có mài nha, mài sợ nó lụt. Còn cái này là nguyên zin, nó cát bán lắm anh em, rất này, rất như tóc luôn á, cát giấy này. Đó. Đó. Đây, này, cấp 2, cấp 3 là anh em thấy các đầu mũi rất là ngọt này. Đó, các đầu mũi đi ngọt liệm luôn ha. Đó. Đó là cái này là anh em mình không thích thì mình về mình để mình sử dụng luôn quả cần mài luôn nha. Cũ cũ thôi chứ còn thép nó ra thôi. Các bé ngót luôn anh em. Đó. Hàng của Nhật, 80.000 đồng. Đó, 80.000 đồng luôn, một chữ này. Bên này cũng có một chữ nữa nè. Đó. Này trái bầu, trái bí nó giống như của Na Su gì đó thì không rành. Này là dài 25 sen nha. 25 sen, cái này em bao đồ bán cho mọi người hiện tại ha. Đây này. Viền chữ đồ này nọ là ngon lành. Đây. Còn mới nó còn tem luôn nè anh em. Đó, nó còn cái lớp vải gì nữa nè. Mà để lâu quá nó cũ nó khô lại nè. Rồi cái này nó còn bán còn ngon nha. Cái này em để giá 180. V23. 180. V24. V24 thì có một cái kìm tút chạy điện nha. Cái này thì vỏ của mình là vỏ dài của Vercel ha. Đây. Cái kìm tút chạy điện vỏ dài của Vercel Japan ha. Đó. Ngon nè. Này thì đây, để mình bỏ vào mình tách chạy điện cũng được ha. Đó. Cái này thì nó bự này đó, mình tách chạy điện này ha. Cái này là hệ số A nha, tút được 0.2 ly ha. Một cái kìm tút dây điện của thương hiệu hãng Vercel Japan. Rồi cái này em để giá là 230.000. 230 ha. Vỏ dài nha anh em. Đây là vỏ dài còn ngon. Bao ship V24 ha. 230. V25. Một cây bảo lết Lotter còn rất là đẹp. Hiệu tôm hùm cán bọc nhựa size 250. Đó, Japan ha. Cán bọc nhựa màu xanh còn đẹp. Môi ngầm còn mới nha. Môi ngầm nó còn mới đẹp này. À, size 250, độ mới ngầm của mình là mới ốc 30 ha. Đó, miệng mồm nó còn mới tin nha. Mình thấy không? Đó, rất là đẹp ha. Chỗ này thì nó có hơi bị lắm tí này. Mà anh em thay thử mình xài nó rất là ngon. Rồi anh em thích cái cây mỏ lết size 250 của Lotter này, mọi người cho giúp em V25. Cái này còn đẹp, giá 200 ha. V25 200. V26. Cái này còn mới này. Đó. À, nó lắm như này tí ha, cũng chưa xài luôn nha anh em, miệng mồm chưa xài luôn nha. Đó, của KTC ha, KTC rất là ngon rồi.
300 mm KTC giao dịch nội địa. Đây, thép alloy steel nha, hàng xịn nha. Đó, hàng KTC thì rất là chất lượng rồi. Đó, môi ngàm chưa xài, thấy không? Môi ngàm chưa xài. Đó, rất là đẹp. Rồi các con mẫu lớp size 300 của KTC này thì em để giá là 250 nha. V26 giúp em nha. 250.000. Tiếp theo. V27. V27 thì em có một cái cây mẫu lít răng. Cái này của thương hiệu Hoàng Hít size 150 ha. Đó, cái này là anh em mình dùng để mở nha, ốc nhỏ rồi ok. Đó. Dài được 15 sen ha, gần găng tay thôi. Hoàng Hít Japan ha, để anh em mình đó lò xo đồ nhả nhảy đồ bình thường. Rồi cái loại này mã số là V27 giúp em nha. Con này em để giá là 130.000 nha. Đó, về mình mở những ốc nhỏ nhỏ ha. Đó, ngon mỗi đất răng ha. V27 130. Tiếp theo V28 thì cái này nó mới hơn ha. À, cái này cũng vậy chứ, cái này cũng vậy. Cái này của Mitsu nha anh em, hãng khác ha. Thì nhiều hãng Mitsu. Đó, cũng ngon lành hết ha. Đó. Cũng size 150 hết nha mọi người, size ngắn ha, size nhỏ. Nó anh em thích sự nhỏ gọn thì mình chốt cái giá chỉ có 130.000 thôi, hàng của Nhật. Đó, nhỏ nhỏ xinh xinh ha. V28 130. V29 thì cái này nó đẹp nè, cái này nó cũng mới anh em mình cầm này, đó hàng hit. Nói chung là nó mới hơn so với con kia, chứ còn so với hàng mới thì nó còn ái ha, đó, màu sơn còn đỏ. Còn đẹp ha, hàng hit 150 Japan. Rồi cái này giá 160 nha anh em, 160.000. Đó. Mẫu răng ha. Anh em mình sưu tầm đó. Nếu mình mở ra hết là tay gần găng tay, chứ còn nếu mình thu lại thì nó có 15 xanh thôi ha. V29 160. V30 một cây kìm cắt ống nha anh em, cái này thì lưỡi còn bán nha. Đó, anh em thấy này. Còn đang là lưỡi thôi. Lưỡi nó còn rất là bán sờ và rất là nhám ha. Ốc fit đầy đủ, còn cái vỏ thì nó bay sơn thôi, thân của mình thân nhôm. Đó, cái này nó chuyên cắt ống 27 nha anh em. Nó cắt ống 27. Đó. Cũ thì cho anh em mình xài rất là ngon ha. Cắt ống 27 ha. Rồi anh em thích cây kìm cắt ống 27 này, mọi người chốt giúp em V30 nha. Cây kéo cắt ống 27 của MCC Japan này giá 150 ha. V31. V31 thì một cây kìm cộng lực ha, cũng cắt kẽm luôn, của thương hiệu Tribit Japan ha. Cái này là dạng cộng lực đó, lưỡi còn rất là ngon, cộng lực rất là ngon nên ha. Đó. Này là nó cũng chuyên cắt kẽm B40 ha, này đó là ok. Japan ha, Kusama. Rồi dài được là 22 sen. Cái này 150.000 nha. V31 giúp em. V31 150. V32. V32 thì em có một cây vít đóng màu tím của hình Vercel ha. Vít đóng màu tím của hình Vercel. Đó, ngôi sao này. Cắn nó dài 20 sen ha. Nó đầu vít đồ còn bốn cạnh nó còn ngon còn đẹp nè. Ha, bốn cạnh nó còn ngon còn đẹp, dài 20 sen. Rồi V32 ha. V32 cây vít đóng màu tím này giá 90. V32 90.000. V33 thì cái này là cái vít hai đầu của Nhật, một đầu âm một đầu dương, có thể đổi đầu được. Đây, cũng dạng hộ lôi như thế này ha. Made in Japan nên không? Đầu này là đầu vít dương BH2. Đó. Và mình đổ đầu này là thì đầu từ 6 ha. Đầu này từ 6 ha. Chui là 635 ha. Rồi cây vít đảo chiều hai đầu này mã số của mình là V33 nha. Cái này 100.000. Nhật ha, một âm một dương. V33 100. V34 thì em có một cây cờ lê còn mới ha. Cái này thì nó dài cũng là 20 sen nha. Một găng tay em này ha. Mở ốc 12 ly của thương hiệu Seki, còn mới nha. Này là đầu miệng. Này là đầu vòng, đầu vòng thì nó có thiết kế kiểu gật gù như thế này nữa ha. Còn mới đẹp ha. Rồi cây mở ốc 12 ly này em để giá 100.000. V34 ha. 100. V35 thì em có một cái khóa 17 19 nha. Sao giết đời cũ này. Japan nè ha. 17 19 cái này nó kiểu nó làm giống như của Snap-on đó anh em ha, kiểu dáng này ha. Còn đầu xi cũng mới tinh nè, đẹp. Đó, có chà chỗ thì nó tróc. Tróc xi một tí ha. Đó, 17 19. Đó.
Rồi cây 17 19 em để giá 100.000 nha. Thương hiệu tốt, sao xích đầy cũ. Ha, xe ben đầy đủ ha. V35. Ha, V35 100.000. Rồi V36 thì em có một cái bộ mới, khóa mới của thằng KDS luôn nha. Cái bộ này nó mới tin nhà, nó chưa có xài. 4 cây nha. Đây từ nhỏ tới lớn thì em sẽ lên cho mọi người. Thì cái dòng KBS này là của Nhật nha anh em, sản xuất 100% tại Nhật luôn. Made in Japan và thép của mình là mình nha. À, cái này là số của mình là 12 này, đầu mới tin ha. 14 này. Dài tổng thể được là 23 cm. Ha. Rồi tiếp theo là cây 14 17 thì cái này dài 25 cm. Ha, 14 17 này. 14 17. Đó. Cũng mới ha. Rồi, 17 19. Đó, ha. 17 19 ha, mới toang anh em. Và 19 21, 4 cây ha, 4 cây còn đẹp thằng chuẩn nội địa của KBS này, Made in Japan đàng hoàng nha, Made in Japan luôn, chuẩn Nhật ha. Ha, đầu là còn mới toang, nắng o không có bị đen sáng anh em. Đó, 4 cây này nó còn mới tin nha. Cái này em bán bộ 4 cây cho mọi người luôn để mình dễ xài nha. Rồi, V36 giúp em nha. 4 cây này em để giá là 400. Cũng mới tin ha. Đó, V36 400. Tiếp theo V37. V37 thì em có hai cái vò nước của Nhật còn khá là đẹp nha. Đó, còn khá là đẹp. Cái này thì hôm trước là hàng cư thùng á, chứ không phải hàng bãi đâu, hàng cư thùng á. Nên em thấy nước da đồ này nọ là còn ngon lành còn đẹp nè. Đó, ha, vò đồ còn ngon lành hết nha anh em. Hôm qua có cây Toto mà cái Toto nó hơi cũ hàng bãi. Còn con này là hàng khứ thùng nó mát hơn ha. Này Japan này. Này rang là rang 21 rang thông dụng. Nó gạt qua gạt lại ha. Một cây vò nước của Nhật rang 27 rồi, chiều dài tổng thể của mình là nó dài được là 27 cm ha. Gạt qua gạt lại rang 21. Đó thì cái này em có hai con nha. Hai con anh em mình lái, mấy con mình lái giống nhau thôi chứ không có gì hết ha. Nước xi rồi nói chung là còn đẹp ha. Còn đẹp sáng bóng ha, mình về mình gán vô nó thẩm mỹ cái tường. Hàng mới thì giá nó cao hơn. Đó. Nhưng cái này thì còn đẹp, nhiều khi nó trai trai nhẹ thôi chứ không vấn đề hết ha. Nước xi còn rất là mới nha anh em. Rồi cái loại này thì em còn 4 5 con vậy ha, mã số là V37 giúp em nha. V37 cái loại này em để giá là 350.000 nha, còn đẹp. Trông còn ngon. Nên mình về mình gán trong tường được ha. V37 cái loại này là 350.000 một con. Đó. Nên mình lái mấy con thì mình báo giúp em. Trong hàng đã xài lướt thôi nên là còn đẹp ha. Rồi này 37 này. Tiếp theo V38. V38 thì cái loại này em có hai con này nó mới toang luôn nè. Đó, gần như là chưa có xài nha anh em. Hai con này là nó mới chưa có xài luôn nè. Anh em thấy rang đồ này nọ là cũng mới toang nè. Đó, hàng mới chưa xài và cái dạng là cái dạng nó bét như thế này ha. Thương hiệu con này là KVK này, số zip đầy cũ ha, mới tin luôn nha mọi người. Đó, soi gương được luôn á, cái này là anh em thấy nó mới tin nè. Gạt qua gạt lại ha, đây là khi mình bét vào tường này, cái tấm vạn nó sẽ nằm bên này. Còn cái chiều này thì gạt qua gạt lại được, nó rất là hay ha. Rồi chiều dài ra là tầm khoảng 25 cm nha, từ tâm tường ra. Tình trạng của mình nó còn mới nha, mới chưa xài nha anh em. Con này cũng vậy nha, hai con nó giống nhau. Đó. À, con này của Yuko này. Ha. Yuko này GES GQA của Nhật, con này là của KVK ha, hai con giống nhau. Thì em Thắng sẽ phân ra làm hai mã số cho anh em để mình dễ lựa chọn. Thì cái loại này là V38 giúp em nha. V38 con này giá 450, nó mới chưa xài nha anh em. Đó, con này thì của thương hiệu hãng Yuko nha, Yuko của Nhật ha, này GES GQA này của Nhật ha. V38 mà 450. V39 cái này là của hàng KVK, cũng giao dịch đầy cũ này, mới toàn luôn ha. V39 thì con này cũng 450 luôn nha. V39 giá của mình là 450.000 luôn. Rồi V50 và V40 cũng là cái mã số cuối cùng. Thì cái loại này em còn được cái loại này là em còn được cũng nhiều quá anh em, tầm khoảng là bao nhiêu ta, nó tầm khoảng là 6-7 con vậy nha, 6-7 con vậy đó ha. Sản xuất 100% tại Nhật, Made in Japan của thương hiệu hãng Sun Eye ha.
sang ai đó, sản xuất 100% là nhiều máy chỉ cho bên rồi. Em này thì hôm trước em cũng có bán giới thiệu cho mọi người rồi, nay em giới thiệu mở ra giới thiệu lại cho mọi người, cho anh em mình chia xem ha. Đây thằng mới chuẩn nội địa này đó, ha. À, mới tin chưa có xài nha anh em đó, ha, thương hiệu sang ai ha, mới cát luôn ha. Đó anh em mình tiền nào có đá thôi, hàng mới thì trần hộp giá nó cao đó, gạt qua gạt lại xoay tròn được luôn này. Rang 21 ha, từ tâm tường ra là được 13 cm ha, từ tâm tường ra tới đầu vò này là từ này này ra tới này là được 13 cm. Hàng này mới chưa xài thì hàng này cũng bán nhiều rồi đó, rất là nhiều anh em mình ưa chuộng cái quà mới ha, tại vì mình mua hàng bãi hay là hàng tồn kho nó cũ, còn cái này nó đấy. Rồi con này hàng mới chưa xài V40 giúp em nha. V40 con này giá 430.000 nha anh em, vẫn giá cũ 430. Ha. V40 430.000. Đó. Những cái hàng này là hàng mới có số lượng nha anh em. V40 430 có số lượng. Rồi em Thắng xin kết thúc clip tại đây và hẹn mọi người vào clip tiếp theo.